Sự nghiệp và sắc vóc chạm nóc của chị đại showbiz bị Đường Tiểu Tam. Chị đại showbiz này hoạt động từ khi 14 tuổi, ghi điểm với kinh nghiệm dày dặn và sắc vóc nóng bỏng chạm nóc. Đi làm thiếp, ông chúa xứ chùa vàng khiến lúc kết tin cũng phải dè chừng. Nhắc đến những chị đại hàng đầu làng giải trí Thái Lan, công chúng không thể nào bỏ qua cái tên đi làm thiếp. Sức ảnh hưởng lẫn độ chín muồi về kinh nghiệm của cô còn khiến siêu mẫu lúc kết tin phải kiêng dè khi ngồi chung ghế nóng. Đi làm thiếp ghi điểm nhờ chiều cao 1m77 cùng nhan sắc xinh đẹp, kẹo ngọt và vóc dáng nóng bỏng. Từ thuở 14 tuổi, cô đã bắt đầu theo đuổi công việc người mẫu. Đi làm thiếp tham gia trình diễn tại một số sự kiện thời trang và diễn xuất tại một số video ca nhạc. Tính đến nay, mỹ nhân người Thái Lan đã có hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật và bỏ túi hàng loạt giải thưởng danh giá. Ở công việc người mẫu, Đi làm thiếp là cái tên chiếm sóng những trang bìa tạp chí thời trang với tần suất dày đặc, vượt xa nhiều cái tên gạo cội. Tính đến thời điểm hiện tại, chân dài đã lên khoảng 150 trang bìa tạp chí. Đi làm thiếp được người trong nghề đánh giá cao về thái độ làm việc. Tổng biên tập một tờ tạp chí thời trang hàng đầu xứ Chùa Vàng hết lời ca ngợi chân dài sinh năm 1982 và nhận định, Đi làm thiếp là một trong số những người mẫu hiếm hoi mang trong mình hai luồng gió mới của nền thời trang Thái Lan. Sở hữu kinh nghiệm dày dặn là thế, nên khá dễ hiểu khi đã chạm ngưỡng 41 tuổi nhưng Đi làm thiếp vẫn giữ vững sức hút vốn có. Cô liên tục quắc mòn gót tại các sàn diễn thời trang. Đồng thời, Đi làm thiếp còn tham gia vào một số chương trình truyền hình thực tế nhằm tìm kiếm và đào tạo thế hệ người mẫu trẻ. Đi làm thiếp không ngần ngại thể hiện cả tính gai góc vốn có của bản thân. Ngoài những kinh nghiệm dày dặn, những người mẫu còn không ngại đối đầu, tranh cãi gay gắt với nhiều huấn luyện viên khác để bảo vệ thí sinh và quan điểm cá nhân. Nữ hoàng giải trí Chibis gọi tên Đi làm thiếp. Nếu ở showbiz Việt có Hồ Ngọc Hà thì xứ Chùa Vàng có Đi làm thiếp là đại diện rõ nét cho hình ảnh nghệ sĩ giải trí đa năng. Không chỉ hoạt động ở lĩnh vực thời trang, Đi làm thiếp còn phát triển mạnh mẽ ở việc diễn xuất và ca hát. Về diễn xuất, Đi làm thiếp được đánh giá là cái tên đi lên nhờ thực lực. Tên tuổi của cô gắn liền với hàng loạt những vai diễn bi thương đến đanh đá tại các tác phẩm phim truyền hình ăn khách. Đi làm thiếp có thể hóa thân đa dạng vào các vai diễn ở đa dạng xuất thân từ nghèo khổ, hiền lành đến cá tính, phản diện. Thành công trong việc diễn xuất của Đi làm thiếp được công nhận thông qua 14 chiếc cúp lớn tại các lễ trao giải danh giá. Đi làm thiếp còn phát hành thêm một số sản phẩm âm nhạc đánh dấu cho con đường ca hát. Tuy nhiên, hướng đi này không tạo nên tiếng vang mạnh mẽ cho Đi làm thiếp bằng công việc người mẫu và diễn viên. Chuyện tình kín tiếng của Đi làm thiếp và tin đồn Tiểu Tam gây rúng động mạng xã hội. Sự nghiệp thăng hoa, thăng trầm của Đi làm thiếp hoàn toàn đối lập với chuyện tình cảm. Đường tình duyên của nữ người mẫu khá đơn giản. Cô có mối quan hệ yêu đương mặn nồng với diễn viên Kelly Tanabat trong khoảng 5 năm. Tuy nhiên, mối tình này đã đứt gánh khiến ai nấy cũng phải tiếc nuối. Năm 2017, Đi làm thiếp hẹn hò với doanh nhân giàu có Him Isaria Kuhagrenkip. Chuyện tình của cô diễn ra kín tiếng, không chia sẻ quá nhiều đối với công chúng. Mãi đến tháng 6 năm 2021, tên tuổi của Đi làm thiếp bất ngờ phủ sóng khắp các diễn đàn mạng xã hội. Nguyên nhân được bắt nguồn từ việc Đi làm thiếp vướng tin đồn làm Tiểu Tam chen chân vào mối tình của doanh nhân Fluk Chalap và vợ. Sự việc này khiến nữ người mẫu bị công kích dữ dội. Tuy nhiên, nữ người mẫu đã lên tiếng phủ nhận tin đồn. Nhân vật bị réo tên ngoại tình là doanh nhân Fluk Chalap cũng ra mặt bảo vệ Đi làm thiếp, khẳng định cô không phải là người thứ ba. Ở độ tuổi 41, Đi làm thiếp nhận được nhiều lời ngợi khen vì màn thăng hạng nhan sắc đáng kể, có dấu hiệu lão hóa ngược. Trên trang cá nhân, cô thường đăng tải những loạt ảnh khoe khéo sắc vóc trẻ trung, body nóng bỏng cùng đôi chân dài thon nuột nà. Kênh Instagram cá nhân của Đi làm thiếp hiện sở hữu hơn 1,6 triệu người theo dõi.